Họ là họ hàng của nhau hả? Tôi á đã tra Google rồi và cho kết quả là họ nói bác sĩ Tian á có một người con trai duy nhất, đó chính là Then, người đã từng làm việc với chúng ta đó. Đúng vậy. Nè, chờ chút đã, là bác sĩ Tian chủ của bệnh viện Tama đó hả? Đúng vậy. Vậy là siêu giàu luôn rồi. Ôi trời, vậy tại sao lại để cho con trai tới làm nhân viên tạm thời ở công ty chúng ta được vậy chứ? Đúng vậy đó. Hơn nữa còn để cho cậu ta mở cái công ty tàu lao mía lao như là Super Hero Show Việt đó nữa chứ. Nè, baby biến mất nhiều ngày chắc là đã có chuyện gì đó không yên lòng rồi, có đúng vậy không? Nè, hay là kể cho tụi này nghe với đi. Chúng ta có nhiêu đây người thôi mà. Đúng vậy, là bạn bè thì luôn luôn sẵn lòng lắng nghe nỗi đau của nhau mà. Việc baby biến mất bữa giờ là do baby cảm thấy có lỗi vì lỡ miệng nói ra chuyện của anh Then và chị Pat hôm đó. Baby không nên làm vậy. Baby, chúng tôi ở đây đều hiểu hết mà. Bất cứ ai á cũng sẽ giận giống như cô thôi, nếu như có người hôn người mà mình thích như vậy á, đúng không? Đúng vậy. Người đã leo lên làm sếp như cô ta, đáng lẽ là cô ta không nên dùng quyền lực của mình để quấy rối cấp dưới như vậy chứ. Đợi đã, đợi chút đã chế Kem. Sao chế Kem biết được là chị Pat đã quấy rối Then hả? Có khi chính là Then á thật sự thích chị Pat thật cũng nên. Nói ra làm gì? Im đi. Ý của tôi là họ thích nhau. Họ thật sự rất thích nhau. Chuyện này baby biết. Ôi, baby bình tĩnh trước đã nha. Chỉ mấy ngày nữa thôi là chị Pat sẽ kết hôn với anh Non rồi đó baby. Tôi tin rằng không lâu nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp thôi mà. Không có ngày đó đâu chị Remy. Tại sao vậy hả baby? Tại sao cô lại chịu thua dễ dàng như vậy chứ? Mẹ của baby không cho baby hẹn hò với anh Then, bởi vì anh ấy không phải là người tốt. Uống một chút nữa đi, như vậy sẽ thấy thoải mái hơn đó. Tại sao mẹ cô lại nói vậy hả? Mẹ cô từng nhìn thấy Then sao? Mẹ của baby biết rất rõ về anh Then luôn đó. Anh Then là người yêu cũ của chị gái baby. Và mẹ cũng nói là hôm đó chị gái của baby chết là vì anh Then. Anh Then là người đã giết chết chị gái của baby. Có chuyện đó hả? Chuyện lớn như vậy nhất định phải lan truyền. Tin tức này chắc chắn sẽ lên tin đầu trang. Cảm ơn cậu nhiều nha Tom. Cậu đúng là đàn em tốt mà. Dạ, vậy em cúp máy nha anh. Thấy sao hả anh Tê? May mắn đã quay lại với chúng ta rồi. May mắn nhiều tuần nữa chứ. Vậy có nghĩa là sao? Thằng Then, gã cấp dưới thân thiết của Abbas cũng ghê gớm, không khác gì cấp trên của cậu ta đâu. Cậu ta giúp ả ta đưa vợ con tôi chạy trốn. Và bà phù thủy đó có vẻ cũng có cảm tình với lại thằng Then đó anh Tê à. Cái đó tôi cũng đã để ý thấy rất rõ. Tôi cũng đã từng nhắc nhở anh Non rồi. Vậy cho nên nếu như tin tức này được lan truyền ra ngoài, thằng Then là một kẻ sát nhân đã ra tay giết chết người yêu cũ của mình, thì Abbas chắc sẽ còn lại con số không. Và quan trọng là ba của cậu ta sắp tới đây sẽ nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế trong tổ chức đảng của ba vợ cũ của tôi đó. Cái này phải gọi là một mũi tên mà trúng nhiều con chim. Chỉ bằng một tin tức duy nhất, tôi đã có thể trả đũa tất cả những kẻ hãm hại tôi. Yes. Hãy lan truyền tin tức này nhanh nhất có thể. Hãy làm như cách mà tôi đã từng bị hãm hại vậy. Thời gian trả thù của tôi đã tới rồi. Dạ. Tối nay em định sẽ ngủ sớm một chút. Em hãy ngủ ngon nha. Ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy sảng khoái thôi. Gặp nhau lúc 11 giờ. Tuyệt đối không được quên đâu đó. Em sẽ không quên đâu anh. Chuyện chúng ta phải chụp hình cưới đã tới hạn chót rồi. Nếu như mà em quên nữa thì chúng ta chắc chắn sẽ không có ảnh để đặt trong ngày cưới rồi. Em là người dễ thương nhất. Vậy gặp lại nhau sau nha. Dạ. Đúng 11 giờ. Không trễ. Em hứa với anh đó. Được rồi. Anh chúc em ngủ ngon. Ngủ ngon đó nha. Mấy ngày nữa thôi là chúng ta sẽ được sống cùng nhau rồi. Không cần phải gọi nói chuyện với nhau như vậy nữa. Dạ. Chúc ngủ ngon anh Non. Chúc em yêu ngủ ngon. Quý khách có gọi thêm gì nữa không ạ? Sáng ngày hôm nay không có tin nào sốc hơn tin mà chúng tôi sẽ đưa tin ngay bây giờ. Tin tức về người sắp nắm giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế đã trở thành một tin lớn trên mạng xã hội, lan truyền khắp nơi. Tin này được lan truyền từ tối hôm qua đó cô Vinh à. Vinh cũng vừa mới đọc được tin này rồi. Nó thực sự kinh hoàng luôn đó nha. Đây chính là con trai duy nhất của ngài tân Bộ trưởng Bộ Y tế nè. Dạ đúng. Ui, anh Thốt. Là người này hả? Chính là người này đó. Mặt mũi trong nước điển trai kia mà. Rất là điển trai, giống như diễn viên truyền hình vậy. Nhưng mà hình như cậu ấy có cái tên là cậu Thenwa hay là Thenwa Chanathakhum, là cái tình nghi trong vụ cố tình giết người yêu Walada Niyomwat, hay còn gọi là Bo, đã mất cách đây 2 năm về trước rồi đó. Đúng là không tin nổi mà. Dạ, trong mặt mũi này cũng sáng sủa đàng hoàng. Đúng vậy. Mà con trai của mình bị vậy thì bên phía ba cậu ấy là ngài tân Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ nói sao đây chứ? Hiện tại, nhóm tin tức của chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm cậu Thenwa thật nhanh để tổ chức một cuộc họp báo xem là chuyện này rốt cuộc đã xảy ra ra sao. Có người nhà của cô Bo là bạn gái cũ của cậu Then đã cung cấp tin tức rằng mọi người nghi ngờ cậu Then, bởi vì trước hôm xảy ra vụ án thì cả hai cãi nhau rất gay gắt. Sau đó cậu Thenwa đã rủ cô Bo leo núi, trong khi biết rõ cô Bo có bệnh bẩm sinh, đó chính là bệnh tim từ khi sinh ra. Dạ đúng. Khi mà triệu chứng tái phát trên đường, cậu ấy lại không chịu tìm thuốc để cứu giúp, để cô Bo phải mất mạng ngay ngày hôm đó mà không được cứu giúp gì cả. Mà trong khi bản thân của mình đi học ngành y. Dạ phải. Sau khi mà cô Bo đã mất được một thời gian thì mọi chuyện cũng chìm trong im lặng và không còn ai nhắc tới nữa. Thật đáng thương cho số mệnh cô ấy, đã yêu nhầm một kẻ ác ma rồi. Trời ơi, tại sao lại có thể độc ác như vậy được chứ? Tại sao tin tức lại truyền ra được chứ? Hôm đó lúc baby kể cho chúng ta nghe, hình như không có ai biết trước chuyện này. Đúng vậy. Vậy có nghĩa là ngoài chúng ta ra còn có người khác biết được chuyện này nữa đúng không? Nếu như chuyện này là sự thật á thì cũng không lạ gì khi tin tức bị lan truyền ra ngoài như vậy. Nè, tôi không biết là hôm qua baby đã nói gì cho các cậu nghe, nhưng mà tôi thật sự không muốn tin rằng người trong ngây ngôn như cậu Then lại có thể làm ra những chuyện tàn ác như vậy được. Tôi nghĩ là chắc chắn tương lai cả hai cha con đều chấm dứt sự nghiệp tại đây. Mặt mũi cũng đàng hoàng, không nên làm vậy chứ. Người thời nay đúng là không thể nào nhìn người qua mặt mũi được mà. Nuôi con ra sao mà để con thành người vậy chứ? Trốn cái gì cũng được, nhưng á không trốn được nghiệp chướng được đâu. Tất cả là do mình. Mình đã làm gì vậy chứ? Boss, cậu biết chuyện của Then rồi đúng không? Không biết mới lạ đó. Vậy bây giờ Then đang ở đâu vậy? Nè chị Pat, chị đừng làm phiền bạn của tôi nữa. Bạn của tôi sắp quên được chị rồi đó. Nhưng bây giờ Then đang xảy ra vấn đề lớn như vậy, tôi không lo cho cậu ấy sao được. Chế à, vấn đề của nó tự giải quyết được. Chế không giúp được gì cho nó đâu. Tốt nhất quay về chuẩn bị cho đám cưới của chị đi. Boss à, Then đang ở đâu vậy? Chào bác. Nói cho bác biết đi, bác đang lo lắng lắm. Dạ, hiện giờ Then nó đang làm việc ở resort của ba con ở đảo Mắt đó. Được rồi, bác sẽ đến đó ngay bây giờ. Bác à. Sao? Nhưng mà vừa nãy con gọi đến cho quản lý chi nhánh, anh ấy nói là Then đã dọn đồ đạc rời đi rồi bác. Dọn đồ đi rồi à? Đi đâu vậy? Cái này thì con cũng không biết nữa. Từ lúc tin tức được tung ra, Then nó liền lên thuyền đi luôn đó. Con không liên lạc được, không biết lại đi đâu nữa. Con có gọi đến bến cảng để mà hỏi thử xem họ có thấy Then hay không, nhưng họ nói là không thấy. Cho nên con có dặn họ là nếu thấy Then thì liên lạc với con ngay lập tức. Dù sao thì bác cũng cảm ơn con nha. Mà nếu như có ai báo tin gì về Then, con nhớ báo cho bác biết. Dạ bác. Sao nó toàn gây ra chuyện vậy không biết. Bác à, bác à. Bác à, bác à, xin bác dừng bước. Con không phải là nhà báo. Con là bạn. Con là hàng xóm của Then nè. Hôm đó bác với con gặp nhau ở trước cửa phòng của boss. Vậy cô có chuyện gì với tôi không? Con muốn nói là con thấy không tin Then sẽ làm như là lời cậu ấy nói với truyền thông. Cô đến nói với tôi để làm gì? Con không muốn làm gì hết. Nhưng hôm đó con nghe thấy bác la Then ở trước sở cảnh sát. Bác nói là bác thất vọng về cậu ấy. Xin bác đừng thất vọng. Con trai của bác là một người rất tốt và là người dễ thương nhất mà con từng gặp. Then từng làm trợ lý cho con ở công ty Top Shopping, và cậu ấy là người rất có trách nhiệm với công việc, lại còn là người cực kỳ thông minh và lanh lợi nữa bác à. Không tin thì bác thử hỏi đi. Bác hỏi mọi người ở trong công ty, tất cả đều rất quý mến cậu ấy. Bác chắc chắn sẽ rất tự hào khi có đứa con trai tốt như cậu ấy, thay vì cứ trách mắng phê bình cậu ấy như trước đây. Những điều con muốn nói chỉ có vậy thôi. Con cảm thấy rất vui vì có cơ hội được quen biết với một người tốt như Then. Tôi cũng rất cảm ơn, rất vui khi được nghe những điều này. Tôi cũng không hề tin những tin đồn tào lao đó một chút nào hết. Tôi tin tưởng con trai của tôi, và tôi luôn tự hào về nó. Chỉ có nó mới là đứa chỉ biết giận ba mà không chịu tha lỗi cho ba thôi. Tôi xin phép cô. Tôi muốn Then nghe được những lời nói này của ba cậu ấy. Chắc cậu ấy sẽ vui vẻ lắm. Tôi với Then làm bạn với nhau từ lúc 5 tuổi. Chạy ra chạy vào nhà đó chơi sau mỗi giờ tan học suốt. Bởi vì ba mẹ tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh. Nhưng số lần gặp được bác chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vì bác ấy làm việc rất bận. Là một bác sĩ phẫu thuật rất giỏi. Làm việc đến mức không có thời gian dành cho gia đình. Em à, anh đi làm đã nhờ. Ủa, anh à? Anh vừa mới về có một lúc thôi mà. Đúng là vậy, nhưng mà anh vừa mới có ca gấp. Sao anh nói là ở lại ăn cơm để chúc mừng điểm số của Then mà? À, không sao đâu con ha, ba có việc gấp. Để mai ba sẽ ở nhà ăn cơm với con ha. Được không nè, các con ăn ngon miệng nha. Hẹn gặp lại, anh đi nha. Dạ. Lúc nào cũng vậy hết. Con thi được 10 điểm mà ba chưa từng quan tâm gì đến con. Quan tâm chứ con. Nhưng tình trạng của bệnh nhân này chắc là nghiêm trọng thật. Như vậy nha, để mẹ rót thêm nước ngọt cho con. Uống nước ngọt, ăn bánh kem rất ngon. Các con chờ chút nha. Dạ. Mẹ à? Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Sau đó mẹ của Then bị ung thư não, nằm bệnh viện mấy năm rồi qua đời. Then nó rất đau lòng, rồi không chịu đi học nữa. Then à, thầy nói tôi đến kêu cậu đi học đó. Tôi không đi. Tôi không học. Tôi không muốn làm gì hết á. Nếu cậu không đi học thì sao cậu thi đậu vào trường y được? Tôi không muốn trở thành bác sĩ gì nữa rồi. Nhìn ba tôi đi. Ba tôi là bác sĩ, nhưng mà lại không có thời gian để chăm sóc cho mẹ. Trời ơi, là do ba cậu bận việc liên tục thôi, biết sao bây giờ. Có gì quan trọng hơn tính mạng của người mình yêu thương nữa sao? Chúng ta cố gắng để trở thành bác sĩ là vì muốn tự chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Không phải như vậy sao boss? Cô chủ nhiệm và mọi người muốn thuyết phục Then quay lại đi học cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Sau đó mối quan hệ giữa Then với lại ba của nó cũng dần càng xa cách hơn. Rồi sau đó khoảng 1 năm, Then đã gặp được Bo. Then nó dành hết tất cả tình yêu của nó cho Bo, giống như là bù đắp thứ mà nó thiếu thốn vậy đó. Nhưng mà lúc biết được Bo bị bệnh tim bẩm sinh, Then nó đã quay lại chăm chỉ học tập một lần nữa và rồi thi đậu vào trường y. Nhưng mà đến khi gần tốt nghiệp rồi thì Bo lại qua đời và bỏ lại Then. Còn mẹ của Bo nhất quyết kiện cáo để cảnh sát điều tra Then chuyện này. Nhưng mà ba của Then ra mặt giúp, đã làm cho mẹ của Bo từ bỏ ý định kiện cáo đi. Bà đã nói gì với mẹ của Bo vậy? Thì ba nói những điều mà một người ba nên nói trong tình hình hiện giờ, để bà ấy đừng kiện con nữa. Ba đâu chỉ có nói vậy thôi. Ba nói bà ấy hãy nghĩ đến tương lai của con, giờ còn mang số tiền lớn cho người ta nữa. Nếu như tiền làm cho mọi chuyện kết thúc dễ dàng hơn thì ba phải làm. Tại sao ba lại không cố gắng giải thích rằng con không có làm gì hết? Con chưa từng nghĩ là con sẽ làm hại Bo. Đi giải thích với người đang đau buồn đến phát điên như vậy, con nói kiểu gì người ta cũng không có nghe đâu. Sao ba biết được chứ? Ba cũng từng đau buồn như vậy hay sao? Con đừng có quên là mẹ con vừa mới mất thôi đó Then à. Ba từng đau lòng chuyện của mẹ hay sao? Ba chưa từng chăm sóc cho mẹ. Ngay cả khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, ba cũng không có ở bên cạnh giường bệnh. Ba muốn những chuyện rắc rối của con nhanh chóng kết thúc là vì ba không muốn vị trí giám đốc bệnh viện vừa mới nhận được không bị ảnh hưởng thôi, nên mới dùng tiền để bịt miệng, có đúng không ba? Con ra ngoài đi, ra ngoài. Con hỏi thật, Con với mẹ có ý nghĩa gì đối với ba hay không? Và rồi sau đó Then nó cũng không bước chân về nhà nữa. Ba của Then không có ý định đi tìm Then cho đến thời gian gần đây. Cảm ơn nha Jimmy vì đã kể cho tôi nghe. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Trời ơi chế, chị đưa em đi đâu vậy? Em phải ở lại bán cà phê đó. Tôi nghĩ là tôi biết được nguồn gốc những tin đồn này rồi. Jimmy với O gọi điện đến kể cho tôi nghe. Tối hôm qua mẹ bị uống say với đám người ở văn phòng, rồi lỡ miệng nói ra. Mẹ cô ấy kể lại là Then là người giết người yêu của mình. Là Baby sao? Cậu biết nhà của Baby đúng không? Đưa tôi đến đó đi. Anh Non à, em tới đâu rồi? Đang tắt đường hả? Anh đến chờ được một lúc rồi đó. Em xin phép đi làm chuyện quan trọng một chút đã. Có chuyện thực sự rất gấp. Gấp hơn cả chuyện chụp hình cưới của hai chúng ta luôn hay sao? Nếu như không chụp hôm nay, chúng ta sẽ không có ảnh đặt ở lễ thành hôn đâu. Anh Non, anh đã thấy tin về Then chưa? Anh thấy rồi. Bây giờ Then rất là khó khăn. Cậu ấy bị chỉ trích bởi những chuyện không phải là sự thật. Em xin phép đi giúp Then trước đã được không? Bởi vì cậu ấy đã từng cứu mạng em nhiều lần. Em xin phép được trả ơn cậu ấy chỉ một lần duy nhất này thôi. Có được không anh? Em sẽ không xin anh ăn gì nữa hết. Em hứa đó. Theo em, chế về chụp hình cưới đi thì hơn. Để bên này em lo liệu được rồi. Không cần nói nhiều, mau lái xe đi. Rất vui được gặp lại một lần nữa, anh Non. Cậu đến đây làm gì? Thì em là thợ chụp hình, đến để mà chụp hình cưới cho anh đây ạ. Nhưng mà cô dâu của anh đâu rồi? Sao lại để cho chú rể của chúng ta ngồi chờ một mình như vậy? Hay là cô ấy định trả thù anh nên đã một mình bỏ trốn? Baby tắt điện thoại rồi. Hả? Baby, cô có ở trong đó không? Baby, cô đang ở đâu? Cô có ở trong đó không? Dạ xin lỗi, em gái ở phòng này đi đâu rồi vậy? Cô ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi. Thế mang theo vali to nữa. Có khi nào đi công tác ngoài tỉnh không? Kiểu này bỏ trốn là cái chắc. Nhà mẹ cô ấy. Cậu có biết nhà mẹ của Baby ở đâu không? Bà Niyomwat nói với tôi là bà ấy đi du lịch nghỉ ngơi. Con gái của bà ấy đến đón từ lúc trưa. Có biết là họ đi chơi đâu không? Chuyện này bà ấy không có nói với tôi. Vậy anh có biết là khi nào họ sẽ về không? Thấy nói là đi tầm 3-4 ngày. Vậy làm phiền xin số điện thoại liên lạc được không? Chúng tôi có chuyện quan trọng đó. Tôi không cho được. Ở ban Sanchan của chúng tôi có quy định là bảo mật thông tin của những người đến đây một cách nghiêm ngặt. Tôi xin phép. Anh giờ làm sao đây? Nếu mà nói thật thì Jimmy chắc chắn là người tung tin đồn về Then, không phải là người trong nhóm của chúng ta. Cô dùng từ chúng ta là ý nói đến ai đây? Sao mà cô không nói rõ ra luôn đi Jimmy? Thì là ý nói đến hai người đó, anh Kem với anh Ton. Hai người tung tin này ra đúng không? Nè, đừng có vu khống nhau như vậy nha Jimmy. Nói thì phải có bằng chứng đó. Hở chút là đòi bằng chứng à? Nó giống như việc anh Terraphone thuê người tới đánh tôi vậy đó, rồi sau đó xóa hết hình ở trong camera an ninh. Dù tôi không có bằng chứng, nhưng mà tôi biết rốt cuộc là ai làm. Nói năng cho cẩn thận nha vô. Khi không tôi lại đi đánh cậu vì chuyện gì chứ? Thì tại anh không muốn cho ai biết là anh với anh Terraphone nó cấu kết với nhau. Nói như vậy là đang xúc phạm người khác đó nha vô. Nếu K-Power bán hàng không chạy thì công ty sẽ suy sụp. Mà nếu như công ty bị suy sụp thì tôi cũng bị thất nghiệp mà, có đúng không? Trời. Thôi mọi người bình tĩnh đã. Jimmy, tôi có nhớ là hôm trước Baby kể á, chuyện cô ấy chỉ kể cho nghe là Then là người giết chị gái của cô ấy. Còn về chi tiết giết ra làm sao, hay là cậu ấy á có đem thuốc đi giấu hay là không á, thì cô ấy không hề kể nha. Như vậy thì tin này xuất phát từ chỗ chúng tôi sao được hả? Cũng đúng ha. Lúc Baby nói xong á thì sai khước rồi gục luôn đi mà. Nên tôi mới phải tìm ra cho bằng được ai là người tự xưng là gần gũi với gia đình, rồi cung cấp thông tin chi tiết. Đến rồi sao cô dâu mới? Sao không đi chuẩn bị cho đám cưới của mình đi? Trong khoảng thời gian này có ai có tin tức hay liên lạc được với Baby không? Không có chị ạ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Then không giống kẻ giết người chút nào hết. Jimmy chỉ mong điều Baby nói chỉ là hiểu lầm. Then không bao giờ là kẻ giết người được. Người như cậu ấy không giết ai được đâu. Mà với lại, nếu như Then có giết người yêu của cậu ấy thật, thì tại sao cậu ấy không bị cảnh sát bắt chứ? Vụ án giết người không thể bỏ qua dễ vậy đâu. Trời, nó là con của ai chị có biết không? Nó là con của giám đốc bệnh viện đó chị. Thật kỳ lạ. Tại sao tới giờ chuyện này mới được lên báo? Lại đúng lúc ba của Then đang chuẩn bị nhận chức bộ trưởng. Hay là đây là chiêu trò lật đổ nhau trong bộ máy chính trị? Nếu như đây thật sự là tin giả thì người tung tin này ra chắc chắn là một tên xấu xa khốn nạn bỉ ổi dữ lắm á. Đến cái mức mà tung tin đồn ra làm hại hai người cùng một lúc mới chịu á. Nên tôi phải điều tra cho bằng được rằng ai là người đứng sau việc tung tin đồn này. Người vu khống cậu ấy chuyện này phải đền tội một cách thích đáng. Bác sĩ à, có tin đồn con trai duy nhất của bác sĩ là kẻ giết người, có phải sự thật không? Thưa ông, vậy chuyện này có làm ảnh hưởng tới việc bổ nhiệm chức bộ trưởng của ông sắp tới không? Bây giờ con trai của ông đang ở đâu vậy? Ông có biết là cậu ấy có vấn đề về việc kiểm soát cảm xúc không? Xin lỗi, hiện giờ tôi không có câu trả lời. Cảm ơn ông đã qua. Dạ xin chào, tôi là Tian đây. Là con đây ba. Hả? Then hả con? Con thật sự xin lỗi ba vì làm cho ba gặp rắc rối. Nếu ba không được làm bộ trưởng thì đó là do lỗi của con. Con đúng thật là một đứa con trai vô tích sự như ba từng nói. Con đã Then à? Then Bo có Instagram không? Có chứ. Tên là Bo Tan đó. Là cái này đúng không? Hình trên Instagram nhìn cũng tươi tắn và vui vẻ đó chứ. Mà tại sao mẹ của Bo lại nghĩ Then giết con gái của bà ấy? Hình cuối cùng chắc là hình chụp ở trên núi hộp đó phải không? Hình này là do em chụp. Là lần cuối cùng mà em được gặp Bo. Em chụp xong thì Bo đã rời khỏi nhà, sau đó không quay lại nữa. Nhìn kiểu gì cũng thấy họ rất yêu nhau, không thấy giống như cãi nhau gì hết. Khuya vậy rồi ai tới nữa chứ? Then, anh Non. Sao anh tới trễ vậy? Cũng không gọi cho em trước. Anh sợ là gọi đến nói trước thì em sẽ không nghe máy, cho nên anh đến đây luôn. Anh Non à, em xin lỗi anh về chuyện hôm nay nha. Sao em phải xin lỗi chứ? Em chính là người nói mà, không phải sao, rằng đây là chuyện cấp thiết. Và cũng đã hứa rằng đây là lần cuối cùng rồi. Thật ra thì những thứ như hình cưới cũng chỉ là thứ nhảm nhí mà thôi. Nếu so sánh với lại tương lai của một người bạn của chúng ta thì... Anh Non, tại sao anh lại quá tốt như vậy chứ? Nó cũng khó lắm đó. Đó là việc phải ngăn trái tim lại không được ghen. Nhưng mà anh cũng chưa từng cấm em cái gì mà. Có đúng vậy không? Anh Non à, em hứa với anh là lần này là lần cuối cùng mà em quan tâm tới chuyện của Then. Sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ sống vì anh Non, chỉ một mình anh thôi. Em hứa đó. Anh muốn đến ngày đó cho thật nhanh. Ngày mà em chỉ sống vì một mình anh mà thôi. Cậu đi đâu vậy Then? Lại ra lá mới rồi. Cậu đáng ra nên được nhìn thấy thế nào. Đây là bạn gái cũ của Thành trên báo đó hả? Mặt mũi dễ thương quá ha. Trong hình nhìn họ rất là yêu thương nhau, không hề giống như những gì trên báo nói. Cô ấy bị bệnh tim hay sao? Đúng vậy, Bo bị bệnh tim bẩm sinh. Hèn gì cô ấy phải luôn mang viên gặm dưới lưỡi theo bên người. Anh Đón, để em coi thử. Anh Đón, anh nhìn tấm hình này đi. Bình tĩnh. Trời ơi, bình tĩnh đi mà, bấm hoài. Ủa chế, đêm hôm chị đến đây làm gì nữa? Boss, cậu xem cái này đi. Nè, hình này cậu nói với tôi là cậu là người chụp giúp trước khi Bo với Then ra ngoài leo núi, có đúng không? Đúng không? Ừ, đúng vậy đó. Nếu vậy cậu coi cái này đi. Cậu thoát được rồi Then. Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm cho ra Then, tìm Baby với mẹ cô ấy để họ giải thích tin đồn này trước đã. Mà chúng ta phải đi đâu tìm họ đây? Ngày mai Then sẽ quay về. Sao cậu biết được? Tôi thấy Then ghi chú trong lịch đó. Ngày mai là sinh nhật của Bo. Mỗi năm Then sẽ đi ăn với Bo ở quán mà hai người họ lần đầu gặp nhau. Năm trước nó cũng đi đó. Nhưng năm nay cậu ta có đến đó không? Nhà báo đang truy lùng cậu ta mà. Chắc chắn cậu ấy sẽ đến. Then là người rất nhạy cảm. Cậu ấy không bao giờ quên cái gì dễ dàng vậy đâu. Tin tôi đi. Mẹ à, sau khi làm phước xong, chúng ta nên kiếm gì đó ăn ở gần chùa. Giờ cũng đã trưa, chắc mẹ đói lắm rồi. Không đói đâu, chỉ hơi mệt chút thôi. Mẹ uống thuốc tiểu đường chưa? Mẹ uống rồi, chắc được ăn chút gì đó thì sẽ hết mệt thôi mà. Dạ. Dạ xin chào. Tôi có đặt phòng trước, tên Baby ạ. Dạ, mời cô vào. Đi thôi mẹ. Mời cô vào. Cảm ơn cô. Đó muốn xỉu luôn rồi mẹ. Boss. Chị Pat. Cô định trốn tới bao giờ hả Baby? Sao chị Pat đến được đây? Thanh từng nói với anh là mỗi năm sinh nhật của Bo, Bo thích đến quán này ăn cơm. Hôm nay chính là sinh nhật của Bo, có đúng không? Mẹ à, chúng ta về thôi. Sao cô dám tung tin đồn thất thiệt như vậy hả Baby? Cô có biết là tin đồn này nó làm hại Then tới nhường nào hay không? Baby không phải là người tung tin. Baby chỉ lỡ miệng nói với bạn thôi. Chuyện này đến tai nhà báo như thế nào Baby không hề biết. Nếu vậy thì cô ra mặt giải quyết tin đồn với tư cách là người trong gia đình đi. Là Then không bao giờ có thể làm hại Bo. Nhưng mà sao Baby biết được là anh Then thật sự có làm hay không? Ai mà biết lòng người như thế nào? Cô thật sự không biết Then yêu chị gái của cô nhiều như thế nào hay sao hả Baby? Nếu anh ấy thật lòng yêu chị Bo thì sao anh ấy có thể thay lòng chuyển dạ yêu chị Bác chứ? Mới gặp nhau có mấy tháng thôi. Với lại nếu đó không phải là sự thật thì tại sao không ra mặt giải thích? Hay vì chạy trốn như vậy là vì mọi chuyện là sự thật? Cô thay đổi nhiều lắm Baby à. Cô làm như vậy vì cô thích Then có đúng không? Cô giận vì cô ấy không yêu lại cô sao? Baby không có giận vì anh ấy không yêu Baby. Nhưng Baby giận khi anh ấy tàn nhẫn với chị Bo thì đúng hơn. Nếu vậy thì cô đã thừa nhận rồi chứ gì, rằng cô là đầu dây thông tin người thân cận trong gia đình, là người trả lời phỏng vấn nhà báo. Baby không có làm. Nếu cô không làm vậy thì có thể là ai được chứ?